Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Mới đây, bộ phim cổ trang ngắn Chàng Rể Hai Mặt đã thông báo lên sóng trên kênh Xem vào ngày 30 tháng 5. Phim do Mã Hạo Đông và Thiệu Vân diễn chính. Nam chính Mã Hạo Đông sinh năm 99, theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 17 tuổi, Mã Hạo Đông gây được sự chú ý với cư dân mạng với gương mặt tựa nam thần. Ngay sau khi bước chân vào làng giải trí, Mã Hạo Đông đã dính ngay scandal bị bạn gái tố bắt phá thai khi thai nhi được 6 tháng tuổi. Nữ chính Thiệu Vân sinh năm 94, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sơn Đông, một số bộ phim tham gia, Tân Tuyệt Đại Song Kiều, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió và một số bộ phim khác. Bộ phim cổ trang Chàng Rể Hai Mặt xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một thiếu niên tự do và một nữ bổ đầu. Mã Hạo Đông vai Lộ Tiểu Bạch, Thiệu Vân vai Thẩm Quân Dạ. Lộ Tiểu Bạch vốn là một thiếu niên tự do thoải mái ở phố chợ. Một lần tình cờ chọc phải nữ bộ đầu Thẩm Quân Dạ, sau đó Lộ Tiểu Bạch bị Thẩm Quân Dạ bắt đến Thẩm Phủ ở rể. Cuộc sống ở rể tại Thẩm Phủ không hề an tĩnh, đôi vợ chồng trẻ còn khá đối nghịch, cuộc sống gà bay cho sủa diễn ra suốt ngày. Hai người không đánh không quen, sớm chiều bên nhau cuối cùng cũng dần dần hiểu nhau, cùng nhau liên thủ phá án và thu hoạch được tình yêu tốt đẹp. Bộ phim cổ trang ngắn Chàng Rể Hai Mặt với sự tham gia của các diễn viên Mã Hạo Đông, Thiệu Vân, Tào Quân Hào, Đồng Gia Hào. Lên sóng ngày 30 tháng 5 trên Tencent, phim có 28 tập, lên sóng mỗi ngày 2 tập vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong tuần.